có đôi chân, thích thật đấy. Có đuôi để bơi như bọn mình mới là thích chứ. Không có chơi được đâu. Tiên cá. Gió giật cấp 11, cấp 12, đôi lúc giật cấp đại học. Tầm nhìn xa, không ai trông thấy. Uống ly nước này đi, rồi ngươi sẽ có đôi chân để lên trên bờ. Uống đi. Sao ngươi có thể là tiên cá trong khi ngươi không có đuôi? Vì thời lượng video có hạn cho nên ta sẽ sử dụng chiêu thức đặc biệt của nàng tiên cá khóc ra ngọc trai. Nước mắt thế nhỉ? Đây rồi, tiền của mình đây rồi. Ta là nàng tiên cá thật mà, mở cửa ra. Nàng tiên cá, nhìn này. Giải đấu cầu lông hoàng gia, ai thắng hoàng tử ở vòng chung kết sẽ được yêu cầu bất kỳ điều gì? Ông cha ta đã có câu, có chí thì nên. Ôi, mi đó, thức uống yêu thích của ta đây mà. Yes. Wow. Sữa cacao lúa mạch mi đó, tiếp thêm năng lượng, vị thơm ngon thích mê. Tập luyện thôi nào. Được kìa.
Chật vật của ta làm sao ấy nhở? Đang thi cá, ghi điểm. Đang thi cá, ghi điểm. Nàng tiên cá, 30 phút nữa mà không lấy được viên ngọc thì chúng ta sẽ đều biến thành bọt biển hết đấy. Ta sẽ cố gắng chiến thắng và kết thúc trận đấu sớm. Yes. Đâu có dễ như vậy. Đối thủ dù mạnh đến đâu cũng không mạnh bằng ý chí của con đâu. Chỉ cần con không bỏ cuộc, ta tin con sẽ là người chiến thắng. Có chí thì nên, cố lên con gái của ta. Ca này khó rồi đây. Không, ta chỉ đưa viên ngọc cho tiên cá mà thôi. Lấy đi nhanh lên, sao biết thành ra như kia. Ta chính là Tiên cá. Không, ta chính là nàng tiên cá mà. Chỉ có tiên cá mới có thể khóc ra ngọc trai. Cuối cùng, ta cũng có thể trao trả lại viên ngọc này cho tiên cá rồi. Còn ít phút nữa thôi là ngươi sẽ biến thành bọt biển, còn ta sẽ là bá chủ cái đại dương này. Và trả lại đây. Thì ra đây mới chính là tiên cá. Nàng tiên cá, dù sao nàng cũng sắp biến thành bọt biển rồi. Ta cho nàng viên kẹo này, tuy nó không giúp nàng sống lại nhưng ngon. Đấy chính là viên ngọc.
Hoàng tử, nàng tiên cá, các ngươi hãy đợi đấy. Nhưng ta đã cứu cả vương quốc cơ mà. Nhưng đấy vẫn là anh đọc sai. Ta hứa từ giờ sẽ không ăn cắp vặt nữa. Ta hứa từ giờ sẽ không ăn cắp vặt nữa. Từ đó về sau, hoàng tử và nàng tiên cá là đôi bạn thân, cùng nhau chơi cầu lông và vui đùa bên bãi biển. Đừng quên đăng ký kênh Liêu Liêu để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.